Nếu không biết ăn gì vào buổi sáng thì hãy để đầu bếp gợi ý cho bạn nhé. Cắt tất cả các nguyên liệu cà chua, nấm mèo, lòng gà thành như thế này nhé. Phi thơm hành tím, cho lòng gà vào xào chung. Rồi lần lượt thêm cà chua, nấm hương, nấm mèo vào. Châm nước, nấu sôi, nêm thêm gia vị cho vừa ăn. Lấy bún gạo ngâm vào nước lạnh sau 15 phút là bún nở. Vớt ra để ráo nước trong 10 phút. Tiếp tục cho bún vào nồi nước lòng gà đang sôi. Nấu thêm từ 2 đến 3 phút nữa là có liền buổi sáng tại gia bổ dưỡng. Mega giòn sực, nước lèo nóng hổi thành tàu. Hút một cái là thấy ấm lòng, xoa dịu ngay cơn đói, bổ sung năng lượng cho một ngày mới.